Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất ngừng bắn cục bộ ở Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng thúc đẩy sáng kiến ngừng bắn cục bộ tại Ukraine, đồng thời cảnh báo cả Nga và Ukraine không ai được sức thắng. Ibrahim Kalin, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 1 cho rằng cả Nga và Ukraine đều không đủ khả năng giành thắng lợi trong cuộc chiến bằng biện pháp quân sự. Ông Kalin nhận định cả Nga và Ukraine sẽ sớm phải cân nhắc lại lập trường vì cái giá phải trả cho kéo dài chiến sự là quá lớn ông dự báo hai nước có thể sẽ chấp nhận các thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại một số khu vực chiến sự. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng thúc đẩy các thỏa thuận ngừng bắn cục bộ và nỗ lực giảm leo thang quy mô nhỏ, ông nói, trong bối cảnh Moscow và Kiev khó đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện trong vài tháng tới. Đề xuất được cố vấn của Tổng thống Erdogan đưa ra trong bối cảnh Nga vừa tuyên bố kiểm soát thành phố Suleda gần chiến trường Bắc Mút sau nhiều tháng giao tranh. Đây được coi là chiến thắng quan trọng nhất của Nga trong vòng 6 tháng qua tại miền đông Quayna, dù Suleda chỉ là một thành phố nhỏ. Đề xuất ngừng bắn cục bộ từ Tổng thống Erdogan là nỗ lực mới nhất của Ankara trong duy trì lập trường trung lập giữa Moscow và Kiev, đồng thời tìm hướng kết thúc cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu từ sau Thế chiến II. Ông Erdogan đã có nhiều cuộc điện đàm với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky với hy vọng thuyết phục các bên đạt thỏa hiệp. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là bên đứng ra tổ chức hai vòng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine nhưng không thành công. Tổng thống Erdogan cũng có đóng góp quan trọng trong thỏa thuận ngũ cốc trên Biển Đen do Liên Hợp Quốc làm trung gian đàm phán, đảm bảo chiến sự giữa Nga và Ukraine không tác động tiêu cực đến an ninh lương thực toàn cầu. Theo Kalin, chiến sự tại Ukraine có cơ hội kết thúc một khi phương Tây, đặc biệt là Mỹ, chấp nhận thực tế rằng Nga là một cường quốc thế giới và đang cảm thấy bị đe dọa bởi quá trình hướng đông của NATO. Nga muốn được tôn trọng, được nhìn nhận là nước lớn và không phải lo lắng, NATO tiến sâu vào sân sau của họ, ông bình luận. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ở hướng Kupyansk, lực lượng không quân và pháo binh quân khu phía Tây của Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào các đơn vị thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 14 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ 103 của lực lượng vũ trang Ukraine, gần các khu định cư vùng Kharkov và vùng Lugansk. Hai nhóm trinh sát Ukraine cũng bị tiêu diệt ở các khu định cư vùng Kharkov hơn 30 binh sĩ Ukraine, hai xe tăng, hai xe chiến đấu bọc thép và 3 xe cơ sở của họ bị tiêu diệt tại hướng này. Ở hướng Krasny Liman, các đơn vị pháo binh Nga đã vô hiệu hóa các đơn vị từ lữ đoàn tấn công đường không 80 và lữ đoàn bộ binh truy kích 71 của Ukraine gần vùng Donetsk. Một nhóm trinh sát Ukraine đang chuẩn bị phản công cũng đã bị Nga tiêu diệt. Ukraine mất hơn 50 quân nhân, 4 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải dưới làn hỏa lực Nga. Ở hướng Donetsk, các lực lượng Nga đã tăng cường pháo kích khiến hơn 70 quân nhân Ukraine, một xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép và 4 xe cơ giới của họ bị tiêu diệt. Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị bộ binh cơ giới quân khu phía Đông và lực lượng lính thủy đánh bộ hạm đội Thái Bình Dương Nga đã tiến hành những cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine gần các khu định cư vùng Donetsk. Hai nhóm trinh sát của Ukraine cũng đã bị loại bỏ gần khu vực này. Hơn 30 quân nhân Ukraine hai xe chiến đấu bọc thép và bốn xe bán tải của họ bị tiêu diệt. Các lực lượng Nga cũng đã vô hiệu hóa hai kho vũ khí ở Donetsk và Zaporizhia, cũng như 118 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa cùng nhân lực và khí tài tại 123 khu vực. Ngoài ra, lực lượng Nga đã phá hủy một loạt vũ khí khí tài Ukraine, trong đó có một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, ba khẩu pháo D-20 ở Oloka và Dilejevka thuộc Donetsk, hai pháo tự hành 2S3 Akasia, một lựu pháo D30, các trạm tác chiến phản pháo ANTPQ-36 và ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất ở Donetsk và vùng Zaporizhia cũng bị phá hủy. Bên cạnh đó, các cơ sở phòng công Nga đã bắn hạ 4 UAV Ukraine gần các khu định cư vùng Lugansk và Donetsk. 4 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS và ONCA của Ukraine cũng đã bị đánh chặn. Trong khi đó, hãng tin Prada của Nga dẫn lời Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay. Phía Nga mất thêm 530 quân, 6 xe tăng, 4 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 2 UAV, 13 phương tiện và xe chở nhiên liệu, 2 phương tiện đặc biệt vào ngày 13 tháng 1. Tổng cộng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã bị phá hủy 372 máy bay, 200 máy bay trực thăng, 2.880 phương tiện bay không người lái, 400 hệ thống tên lửa phòng không, 7.511 xe tăng, và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 982 hệ thống tên lửa phóng loạt, 3.828 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 8.040 đơn vị phương tiện quân sự đặc biệt. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Nga Andrei Katapolov cho biết, Moscow có thể nâng giới hạn tuổi nhập ngũ cao hơn lên thành 30 trong dự thảo luật vào mùa xuân năm nay. Hồi tháng 12 năm 2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ các đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc nâng độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với công dân Nga trong độ tuổi từ 21 đến 30 thay vì độ tuổi hiện tại là 18 đến 27. Ông Katapolov cho biết, chỉ sau giai đoạn chuyển tiếp từ 1 đến 3 năm, giới hạn sẽ được nâng từ 18 lên 21 năm. Ý tưởng về giai đoạn chuyển tiếp được cho là một nỗ lực của Moscow nhằm tăng số lượng người Nga đủ điều kiện được gọi nhập ngũ để giải quyết tình trạng thiếu lực lượng trầm trọng do tổn thất trong cuộc xung đột Ukraine. Các lực lượng vũ trang Nga là sự kết hợp giữa lính hợp đồng và lính nghĩa vụ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã vạch ra kế hoạch tăng tổng số binh sĩ chiến đấu lên 1,5 triệu từ 1,15 triệu. Khi được hỏi về những thay đổi có thể xảy ra, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, hôm 12 tháng 1, Tổng thống Putin về mặt lý thuyết ủng hộ việc tăng tuổi nhập ngũ, nhưng các chi tiết chính xác tùy thuộc vào Bộ Quốc phòng vai trò của những người lính nghĩa vụ ở Ukraine được chú trọng ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Vào tháng 9 năm 2022, Nga tuyên bố huy động lực lượng đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, huy động hơn 300.000 quân dự bị, bao gồm cả những cựu quân nhân, trong một dự thảo khẩn cấp do cuộc chiến ở Ukraine. Các chính phủ phương Tây cho biết Nga đã mất hàng nghìn binh sĩ trong gần 11 tháng giao tranh ở Ukraine. Trong khi đó, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, ngoài trận chiến khốc liệt để giành quyền kiểm soát thành phố Soleda ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, Nga đang tập trung nỗ lực tấn công trên mặt trận Bakhmut, đồng thời tiến công trên các mặt trận Limang, Abdika và Novo -Pavlipka. Thông báo cho biết, đối phương không từ bỏ ý định kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Vì mục đích này, họ đang tập trung nỗ lực chính và những cuộc tấn công trên mặt trận Bakhmut. Trong khi đó, các trận chiến ác liệt giành lấy Soledad đang diễn ra binh sĩ Ukraine đẩy lùi những cuộc tấn công của đối phương ngày 27 tháng 4. Đối phương đã bị tổn thất nặng nề. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở Soleda rất khó khăn và thành phố này là một trong những mặt trận đẫm máu nhất hiện nay. Tuy nhiên, ông khẳng định quân đội Ukraine sẽ tiếp tục bám trụ. Theo quân đội Ukraine, Nga cũng đang tiến hành những cuộc tấn công trên mặt trận Limang, Abdiivka và Novopavlivka. Thông báo cho biết thêm, họ đang cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật của mình ở mặt trận Kupiansk, đồng thời phòng thủ ở mặt trận Zaporizhia và Kherson. Quân đội Ukraine cho biết thêm, trong 24 giờ qua, Nga đã thực hiện 3 cuộc không kích và khoảng 50 cuộc tấn công bằng tên lửa. Vào buổi sáng, thủ đô Kiev bị tấn công khi Nga sử dụng tên lửa dẫn đường phòng không S-400, S-300 từ phía Bắc. Sau đó, Nga sử dụng các loại vũ khí có độ chính xác cao, KH-101, KH-555 Tên lửa hành trình phóng từ trên không KH-22, tên lửa hành trình phóng từ biển Caliber và tên lửa dẫn đường trên không KH-59 vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Theo quân đội Ukraine, tổng cộng Nga đã phóng khoảng 28 tên lửa hành trình từ biển và trên không, cũng như 5 tên lửa dẫn đường phóng từ trên không. 18 tên lửa hành trình và 3 tên lửa phóng từ trên không đã bị các đơn vị của lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine phối hợp với các đơn vị thuộc các thành phần khác của lực lượng phòng vệ Ukraine bắn hạ. Ngoài ra, Nga đã thực hiện 50 cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Quân đội Ukraine cho biết không có thay đổi đáng kể nào trên các mặt trận Volin, Policia, Sivestina và Solovjanskina, nơi không có sự xuất hiện của nhóm tấn công nào của Nga. Ukraine cáo buộc Belarus tiếp tục tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine khi mở lãnh thổ và không phận để cho phép Nga thực hiện những cuộc tấn công, cũng như cung cấp đạn dược và các nguồn lực hậu cần. Trước đó vào tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov và Tư lệnh quân đội Valery Zaluny cho biết, vào tháng 2 tới, Nga sẽ mở chiến dịch quân sự mới từ lãnh thổ Belarus nhằm vào Kiev. Tuy nhiên, tình báo quân đội Ukraine cho rằng khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ Belarus là rất thấp. Belarus xác nhận đã tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng không điều quân tham chiến trực tiếp. Tháng 11 năm 2022, Belarus tuyên bố thành lập lực lượng quân sự liên hợp với Nga nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ phía NATO ở biên giới phía Tây. Cùng thời điểm này, trong một phát biểu cập nhật tình hình chiến sự, ông Yuri Inat, người phát ngôn của không quân Ukraine cho biết, trong vụ tập kích quy mô lớn vào sáng cùng ngày, quân đội Nga đã sử dụng các tên lửa sát thủ tàu sân bay KH-22 để tấn công nhiều mục tiêu trên lãnh thổ nước này. Trong số các mục tiêu bị tên lửa KH-22 Nga đánh trúng, có một tòa nhà trung cư tại thành phố Đờ Nhép. Ông Inat phát biểu, vũ khí đã tấn công tòa trung cư tại Đờ Nhép vào sáng nay là tên lửa KH-22, được phóng đi từ máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3. Các vụ phóng được thực hiện từ khu vực Kursk và biển Azov. Tổng cộng 5 tên lửa loại này đã được phóng về phía Ukraine trong ngày 14 tháng 1. Raduga KH-22 là loại tên lửa chống hạm cơ lớn được phát triển từ thời Liên Xô. Với khối lượng gần 6 tấn, chiều dài 11,6 mét, tên lửa này có thể mang theo đầu đạn thường nặng 900 kg hoặc một đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên tới 1.000 kg. Tông. Sử dụng một động cơ nhiên liệu lỏng, KH-22 có thể bay với tốc độ tối đa 5.600 km, gấp gần 5 lần tốc độ âm thanh. Tầm bắn của tên lửa này đạt khoảng 600 km. Ngoài ra, nhiều phiên bản cải tiến của KH-22 cũng được trang bị hệ thống radar kết hợp định vị tiên tiến, cho phép nó di chuyển linh hoạt và tấn công mục tiêu một cách chính xác hơn. Với uy lực và tính năng vượt trội, KH-22 được giới quan sát quân sự mệnh danh là sát thủ tàu sân bay. Một số tờ báo của phương Tây thậm chí còn miêu tả tên lửa này như là một vũ khí khủng khiếp ở mọi giới hạn. Các nhà khoa học và kỹ sư Liên Xô chịu trách nhiệm chế tạo KH-22 tiết lộ, loại vũ khí này được thiết kế để đối phó với các nhóm tác chiến tàu sân bay của đối phương. Vụ tấn công của tên lửa KH-22 vào tòa nhà chung cư tại Đời Nhép đã phá sập một phần của tòa nhà, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng cùng 64 người khác bị thương. Theo nhà chức trách địa phương, trong số những nạn nhân của cuộc tấn công này có một bé gái 3 tuổi. Lực lượng cứu hộ dự đoán con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên do vẫn còn nhiều người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Vụ tấn công vào tòa nhà chung cư tại Đơ Nhép là một phần của đợt tập kích tên lửa quy mô lớn mà quân đội Nga tiến hành nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, vụ tấn công này đã khiến hạ tầng năng lượng tại Ukraine bị phá hủy nghiêm trọng. Thủ đô Kiev và thành phố Kharkov vì vậy đang gặp tình trạng khủng hoảng chưa từng có về năng lượng. Cũng trong